Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Hôm qua thì chúng ta đã review được, chúng ta đã xem được 10 cách rồi, 10 cách giúp chúng ta nói tốt hơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách thứ 11 nha. Learn about collocations. Words don't like being alone. Là hãy học những cái cách từ mà đi với nhau mà nó giống với người bản xứ nhất. Như mình đã nói hay nói với mấy bạn đó là fast train chứ không phải là quick train đó. Những cái từ mà nó đi với nhau, nếu như mình nói tàu lửa nhanh đó thì mình nói là fast train, thì nó mới đúng với lại cái mà người bản xứ người ta hay nói. Words don't like being alone là những cái từ nó không có thích đứng một mình đâu. They prefer to hang out with their friends and just like people, some words form close friendships and other never speak to each other. Là những cái từ đó nó cũng thích đi chơi với bạn bè, và cũng giống như con người, một vài từ, một vài dạng từ thì hình thành, một vài từ thì hình thành được cái mối thâm giao rất là gần gũi, và những cái số khác thì không bao giờ nói chuyện với nhau. Nó nhân hóa những cái từ với nhau á. Nó nhân hóa mình những cái từ giống như con người đó mấy bạn. Rồi mình đọc cái phần màu mà in nghiêng này nha. Chắc là ví dụ đó. Yellow doesn't get on well with hair. Yellow doesn't get on well with hair. Là cái chữ yellow thì nó không có dùng với, không có hòa thuận với tóc. Là mình đâu bao giờ mình nói yellow hair đúng không? Mình nói blonde hair là để nói về tóc vàng hoe. Đó. Maybe yellow is jealous of. A blonde, because blonde and hair are frequently seen out together having a great time. Có lẽ là màu vàng nó ganh tị với lại vàng hoe, bởi vì vàng hoe và tóc thì thường xuyên được nhìn thấy là đi cùng nhau và có những cái thời gian rất là tuyệt vời. Yellow doesn't understand why hair prefers blonde, because yellow and blonde are so similar. Yellow không có, màu vàng thì không có hiểu tại sao mà tóc nó lại thích là vàng hoe hơn, bởi vì vàng và vàng hoe thực chất là nó rất là tương đương nhau, nó rất là giống nhau, tương tự nhau. Bởi vậy mấy bạn thấy cái phần này không? Cái này giống như là một cái giống như là một cái bài văn xuôi mà kể về câu chuyện giữa ba người bạn vàng, vàng hoe và tóc vậy đó. Thì tóc mình hay nói là blonde hair, nhưng mình chưa bao giờ nói là yellow hair cả. Rồi, listen carefully for common combination of words. Hãy nghe một cách cẩn thận cho những cái sự kết hợp từ vựng rất là phổ thông, rất là thông thường. Short and small have similar meanings, but people have short hair, not small hair. Ngắn và nhỏ thì có cái nghĩa nó giống giống nhau đúng không? Nhưng mà con người, mọi người thì thường nói là tóc ngắn chứ không ai nói tóc nhỏ hết. Short hair, not small hair. High and tall are often not so different. Là cao, hai cái chữ này đều là cao hết, một cái là high, một cái là tall, đều là cao hết, thì không có quá là khác biệt. But people have high hopes, but not tall hopes. Là nhưng mà con người có cái sự hy vọng rất là lớn, rất là cao, hy vọng rất là cao, chứ không phải là cái chữ tall hopes là hy vọng mà nói về hy vọng lớn, hy vọng nhiều, hy vọng về những cái điều cao cả hơn đó, thì mình dùng là high hopes, chứ mình không nói là tall hopes. Tall thì mình hay nói về chiều cao, đúng không? Foxes are sly, not devious. Owls can be happy, but are never cheerful. Idiots are stupid, but rarely silly. Đó. Foxes are sly, not devious. Mình tra cái chữ sly nha. Chắc là tinh ranh đó. Con cáo thì nó tinh ranh. Sly. Sly. Sly là disapproving, là kiểu như là
mình hay dùng để mình chê acting and done in a secret or dishonest way, often intending to trick people. Sly, để mình tra từ điển tiếng Việt, nó sẽ có cái nghĩa cho mình luôn là xảo quyệt hay gì á. Sly là quỷ quyệt, láo cá, kiểu như con sói thì mình hay, không phải con sói mà là con cáo thì nó hay hay cáo già. Sly là cáo già. Còn devious nè, foxes are sly, not devious. Mặc dù cái chữ devious nó cũng có cái nghĩa tương đương, devious. Devious là kiểu như là xảo quyệt luôn nè mấy bạn. Đó, a devious lawyer là một cái luật sư không xảo, không có ngay thẳng, xảo trá, mưu mô, quỷ quyệt. Còn sly là a sly political move, là một cái bước đi chính trị rất là xảo quyệt. Rồi mình có từ sly thì đi với con sói, con cáo. Sly thì đi với cáo, còn devious thì không đi với cáo. Hours thì giờ vui vẻ là happy hours, kiểu như là mình đi rạp coi phim thì có những cái rạp phim vào những cái ngày, những cái giờ nào đó thì nó sẽ giảm giá xuống, gọi là happy hours, chứ mình không có nói là cheerful hours. Tương tự mình nói những cái kẻ ngốc á thì mình nói họ ngốc, chứ mình không có nói là họ vớ vẩn, họ ngơ ngẩn ngơ. The idiots are stupid but rarely silly. Những cái người ngu ngốc thì người ta ngốc chứ không phải là người ta silly. Dùng stupid với idiots chứ không có nói là silly đi với idiots. Như là collocations, có một cái từ điển rất là hay để mấy bạn tra collocation nhé. À, hình như nó là orthodic. Để mình đây là cái từ này. À, từ điển này nè mấy bạn. Mấy bạn thấy cái từ điển này không? Orthodic.com. Ví dụ như mình nói run nè, thì từ nào hay đi với run? Nó sẽ có nè, run là đi danh từ nè, thì nó sẽ đi với những cái tính từ nào, động từ ra sao. Còn nếu mà nó là động từ thì nó sẽ run. Ví dụ nha, ví dụ run là danh từ, có nghĩa là ở trên chân, chạy ở trên chân, thì mình sẽ nói là 5 mile run. Hoặc là đây, record breaking run là cái sự chạy nó phá kỷ lục. Hoặc là 2 mile run, fun run là kiểu như là một cái cuộc chạy đua vui 2 dặm để mà gây quỹ. Quên mở bự lên mấy bạn mới xem được. À, mấy mình thấy em, the local council has organized a 2 mile fun run for charity, là cái hội đồng địa phương đã tổ chức ra một cái giải chạy vui 2 dặm cho cái hoạt động từ thiện. Đó, cái từ điển này, mấy bạn nhớ cái từ điển này nha. Từ điển này nó sẽ giúp chúng ta tra cái collocation. Mình hay rồi, mình rất là hay dùng cái từ điển đó. Rồi tiếp theo, cái số 12 là replace regular verbs with phrasal verbs. Mình thay thế những cái động từ thường bằng những cái động từ ghép. Many learners of English don't understand why native speakers use so many phrasal verbs where there are normal verbs, usually with Latin roots, which have the same meaning. Là nhiều người học tiếng Anh không hiểu tại sao mà người bản xứ người ta sử dụng quá là nhiều cái danh, cái động từ ghép, nơi mà những cái động từ mà trong khi có những cái động từ thường, thường là với những cái gốc Latin thì nó sẽ có cái nghĩa y hệt như vậy. English was originally a Germanic language. Germanic là gì ta? Mình cùng tra nha. Germanic là kiểu như là thuộc về Đức, là một cái ngôn ngữ mà nó liên quan. Tiếng Anh đó có cái gốc gác là tiếng Đức. Cái mà được import là du nhập rất là nhiều cái gốc Latin, từ vựng mà mang gốc Latin. After the Norman conquest là cái cuộc xâm lăng của Norman,
vào thế kỷ thứ 11, in the 11th century, regardless of the historical factors. Regardless là không màng đến cái những cái yếu tố về lịch sử. The fact is that native English speakers use lots and lots of phrasal verbs. Bỏ ra ngoài những cái yếu tố lịch sử như vậy đó, thì thật sự là người bản xứ nói tiếng Anh thì sử dụng rất rất là nhiều những cái động từ ghép. Nó có cái link ở đây nè, chúng ta mở để tạm ở đó nha. Và nếu mà bạn, and if you want to understand us, then try to include them in your conversation. Nếu mà bạn muốn hiểu chúng tôi thì hãy cố mà kèm vào những cái động từ ghép ở trong cái cuộc nói chuyện của bạn. If you make a mistake, you probably make us laugh, but you are unlikely to confuse it as we can. Usually guess what you want to say from the context. Nếu mà bạn mắc lỗi thì có lẽ là chúng tôi chỉ cười bạn một xíu thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ ít có khả năng là bị bối rối, làm cho bạn bối rối khi mà chúng tôi có thể thường đoán được cái mà bạn muốn nói từ cái ngữ cảnh. Phrasal verbs are spatial and originally referred to movement. So when you learn a new one, make physical movements while saying them to help you remember. Là động từ ghép thì spatial, mình ra từ spatial nhé. Spatial có nghĩa là một phần hay gì. Spatial chứ, phải không? Spatial. Này. Spatial là về mặt không gian hả mấy bạn? Cái này có nghĩa là liên quan đến không gian, vị trí, kích thước, hình dạng của một cái vật ở trong nó. Changes taking place in the spatial distribution of the population. Những cái sự thay đổi thì diễn ra ở trong cái sự phân bố về không gian của dân số, là kiểu như là dân số mình phân bố như thế nào ở ở ngoài, ở trong đất nước của mình đó, ở trong không gian. Rồi, phrasal verb thì nó spatial and originally, nó thuộc về không gian là sao? Spatial, mình tra tiếng Anh Việt nha. Spatial có không gian, có trong không gian, những phẩm chất về không gian của phòng hòa nhạc. Spatial là mang tính không gian hả? Và có cái gốc là đề cập tới những cái sự chuyển động. Là cái động từ ghép thì nó mang tính không gian hơn, tại vì mấy bạn biết là ví dụ như mình đọc danh từ ghép, động từ ghép thì nó sẽ có một cái động từ rồi nó đi chung với một cái giới từ. Thì giới từ thông thường thì nó chỉ không gian, đúng không? In là trong, on là trên, to là tới, kiểu vậy đó, mang tính không gian. Và nó thường có cái gốc đề cập đến cái sự chuyển động. Cho nên khi mà bạn học một cái từ, một cái động từ ghép mới, thì hãy thực hiện những cái sự chuyển động về vật lý trong cái cơ thể mình, là mình thực hiện cái sự chuyển động trong lúc mà mình nói cái từ đó ra, để mà giúp mình ghi nhớ cái động từ ghép. Rồi, hồi nãy mình có nhấn vô cái đường link này, thì bây giờ mình xem cái đường link này nó như thế nào nha. Tips for learning English. Mastering phrasal verbs là những cái gợi ý để mà mình học tiếng Anh, cái cách để mình làm chủ được những cái động từ ghép. Bài này được viết bởi cô Georgina Herrera Moreno
vào ngày 2 tháng 10 năm 2017. Rồi, mình có một cái bài rất là ngắn gọn. Mình chỉ sợ là nói bài nó ngắn nhưng mà nó có nhiều cái link để mình nhấn 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 vô thì nó rất là nhiều thứ để mà mình đọc hoài. Rồi, bài Preach and the Teacher, Mike Burke. Là cái bài này được viết bởi giáo viên của cái trung tâm tiếng Anh Preach, Preach của trung tâm Preach and the do cái thầy Mike Burke. Rồi. One of the most difficult, but unfortunately most important aspects of learning English is its famous phrasal verbs. Một trong những cái khó khăn nhất, nhưng thật không may lại làm cái quan trọng nhất, là những cái khía cạnh mà nó khó nhất cũng là thật không may là khía cạnh quan trọng nhất của việc học tiếng Anh. Đó chính là những cái động từ ghép, những cái động từ ghép khác tiếng. They are everywhere. Chúng ở khắp mọi nơi. Unfortunately, you cannot escape them. Là thật không may là bạn chẳng thể escape them, là thoát khỏi chúng. And go and to progress to an advanced level in English, you must learn them proficiently. Là để mà tiến tới một cái trình độ nó cao cấp thì ở trong tiếng Anh thì bạn phải học chúng proficiently, là cho nhuần nhuyễn hay gì ta, mình tra cái từ proficiently nha. Proficient là doing, able to do something well because of training and practice. Là mình rèn luyện đến mức mà mình làm tốt đó rồi, là mình nhuần nhuyễn đó rồi ha. Để mình xem cái tiếng Việt nó là gì. Proficient. Từ điển Anh Việt của mình có từ rất là hay là thành thạo. Proficient in cooking, là thành thạo trong việc nấu nướng. Rồi, I'm a reasonably proficient driver. Tôi là một cái người lái xe thành thạo. Reasonably có nghĩa là reasonably là kiểu như là có thể lý giải được, hợp lý. Cái là tôi đáng được cho là một cái người lái xe thành thạo. Kiểu vậy, mình dịch thoát ra. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. Vậy là người ta mở đầu bằng cái nói về cái động từ ghép nó quan trọng như thế nào. So first, a quick refresher. What is a phrasal verb? Bây giờ đầu tiên một cái refresher là mình tái refresh là mình nhấn cái F5 đó, là mình refresh là mới lại, một cái là mới nhanh thôi. Là động từ ghép là gì? A phrasal verb is a two or three part verb consisting of a short verb such as break, go, run, take, fall, get, or come, and a particle such as up, in, on, off, over, out, down, or over. Là một cái động từ ghép thì nó sẽ là một cái động từ hai hoặc là ba phần, bao gồm một cái động từ ngắn như là break, go, run, take, fall, get, or come. Và một cái phần nhỏ khác, một cái phần ghép vô, như là những cái giới từ này đây. Rồi, chúng ta có verb plus particle, là động từ nó sẽ đi chung với một cái thành phần khác, particle, một cái thành phần. Mình tra cái particle dịch sao cho hay nha. Particle. Particle là một cái phần tử, một cái phần được cộng thêm, một phần tử đi ha, một cái phần được cộng thêm vô. Yeah. The particle part of the verb greatly modifies or changes the meaning of the verb. Là người ta nói là cái phần mà mình thêm vô kế bên cái động từ thì nó sẽ điều chỉnh hoặc là thậm chí đổi nghĩa của cái động từ luôn. So sometimes you have a verb
which has a completely different meaning. Cho nên thi thoảng thì bạn có một cái động từ mà nó có một cái nghĩa hoàn toàn khác, depending on its particle, nhưng mà nó lại phụ thuộc vào cái nghĩa của cái phần được thêm vào, phần thử được thêm vào là những cái giới từ này đây mấy bạn. For example, get up có nghĩa là thức dậy, get over có nghĩa là vượt qua được, hay là mình khỏi bệnh, hay là mình qua được cái gì đó, nó tai nạn hay gì đó. Get around to là kiểu như mình không có nhớ rõ get around to là cái gì, mình tra để cho chắc. Get around to, mình gần gũi thân cận được với ai hả? To find a time to do something, à là mình có thì giờ để mình làm được cái gì đó. I meant to do the ironing but I didn't get round to it. Tôi định đó là mình sẽ ủi đồ nhưng mà tôi không có thì giờ để mà làm. Rồi, get in có nghĩa là mình vào trong. Mình không có nhớ get in là cái gì. Get in. Get in có nghĩa là đến một cái nơi nào đó. The train got in late là cái tàu nó đến trễ. Rồi get through. Get through có nghĩa là gì đây? Get through. Get through là to use up a large amount of something. Là we got through a fortune while we in New York. Là chúng tôi đã sử dụng một cái số tiền rất là lớn trong lúc mà chúng tôi ở New York. Rồi, tiếp tục. All have completely different meaning. Là tất cả những cái từ này nó đều có cái nghĩa rất là khác so với cái động từ gốc là get. Get có nghĩa là đến được, lấy được cái gì đó đúng không? Thì mình thêm những cái particle ở ngoài sau vô thì nó đổi nghĩa rất là nhiều. Mình coi coi get over là gì nha. Get over là overcome, là vượt qua được cái gì đó. Hồi nãy mình nói đúng đó. She can't get over her shyness. Cô ấy không vượt qua được cái sự xấu hổ của mình. It is imperative to understand these meanings, to fully understand native speakers when they speak English. Imperative là cái gì? Mình tra nha. Imperative. Imperative. Imperative là very important and needing immediate intention or action. Vital. Nó có nghĩa là rất là quan trọng mấy bạn. Imperative that là cái cấu trúc này hay đi với that nè. Cái chữ that này có hoặc không cũng được. It's absolutely imperative that we finish by next week. Là nó rất là quan trọng để mà chúng ta hoàn thành trước cái tuần sau. Imperative. Nó rất là quan trọng để mà hiểu được những cái ý nghĩa này, để mà để hiểu người bản xứ, người ta khi mà người ta nói chuyện một cách fully, và một cách đầy đủ nhất. Phrasal verbs are informal. Là người ta nói động từ ghép thì không có trang trọng. As such, như vậy. As such, mình tra cái nghĩa của as such nha mấy bạn. As such là as the word in usually understood in the exact sense of the word. Thật sự đó, kiểu như là thật sự, nói thật ra, nói trắng ra. Hoặc là cái từ as the word is usually understood là kiểu như là mình nói cái gì là nó đúng như vậy. Mình không có nói nghĩa bóng hay là gì hết, mình nói là the exact sense of the word, là cái từ mình nói ra nó như thế nào thì bạn chỉ cần hiểu đơn giản là như vậy thôi. Để xem cái từ điển Anh Việt nó trả lời nó dịch là gì ha. As such là theo đúng nghĩa. As such đúng nghĩa là as such theo đúng nghĩa. They are extremely commonplace in speaking and informal texts. Theo đúng nghĩa thì những cái động từ ghép thì nó cực kỳ phổ biến ở trong văn nói và cũng như là những cái bài viết mà nó không có trang trọng. Such as
news articles or emails, như là ở trên những cái bài viết của tin tức hoặc là những cái emails. Preposition verbs do have equivalents that derive from Latin. Là những cái động từ ghép thì nó thường có những cái từ tương đương mà cái gốc nó xuất phát từ Latin. Là động từ, thay vì mình dùng động từ ghép thì mình dùng cái động từ, một cái động từ thường thôi, nó có gốc là từ tiếng Latin. This means that if you speak Spanish, Italian, Romanian, French or Portuguese, these verbs are going to be very familiar to you. Some examples are... Điều này có nghĩa rằng nếu mà bạn nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng La Mã, hay là tiếng Pháp, hay là tiếng Bồ Đào Nha, thì những cái động từ này nó sẽ rất là thân thuộc với bạn. Một vài ví dụ là... Như là call up thì có nghĩa là cancel. Throw up có nghĩa là throw up, có nghĩa là vomit. Put off, postpone. Run away, escape. Work out là exercise. Đó. Mình tra, mình nói cái nghĩa của mấy cái từ, những cái từ động từ thường rồi thôi nha mấy bạn. Call off nghĩa là hủy. Throw up nghĩa là mình ói. Postpone là mình trì hoãn. Escape là mình thoát khỏi. Workout là mình tập thể dục. There is a strong tendency for learners to avoid using phrasal verbs. Là có một cái khuynh hướng rất là mạnh đối với những người học tiếng Anh là họ tránh sử dụng việc dùng cái phrasal verbs. Because they do not appear in other languages. Bởi vì chúng không có xuất hiện ở trong những cái ngôn ngữ khác. Là sao? Là phrasal verb nó chỉ là cái ngôn, là cái động từ ghép ở trong tiếng Anh thôi. Nếu mà mấy bạn muốn nó thân thuộc đó, tại vì những cái động từ thường tương đương nghĩa với động từ ghép á, thì nó sẽ có cái gốc Latin. Và gốc Latin thì nó thân thuộc với những cái ngôn ngữ khác, như là những cái ngôn ngữ ở phía trên nè mấy bạn. Đó. Bởi vì người ta nói because they do not appear in other languages là như vậy. Do not do this. Đừng có làm như vậy. Là mình có, đừng có cố gắng tránh né cái động từ ghép. Đừng như vậy. Search for phrasal verbs and try to use them as much as possible. Là hãy tìm kiếm những cái động từ ghép và cố gắng dùng chúng nhiều nhất có thể. Using phrasal verbs will make your English sound more natural. Là sử dụng những cái động từ ghép thì làm cho cái tiếng Anh của bạn nó tự nhiên hơn. Cho nên là cái phần thi nói IELTS, mấy bạn có được dùng phrasal verb không? Được dùng, đúng không? Rồi, mình còn hai cái đoạn ngắn này nữa thôi là mình xong cái này. Rồi, mình dịch xong cái này mình sẽ nghỉ nha. Ôi, ở bên đây mình mới đọc cho mấy bạn được có hai cái thôi. Là cái 11, cái 12 thôi. Mình còn cái 13, 14, 15 nữa. Thì mình đọc xong cái này rồi mình quay lại cái 33 cách để mình nói tiếng Anh tốt hơn. Rồi mình sẽ dịch cho xong. Tên nó tròn 15 cái. Là 3 ngày. Ngày hôm trước. Ngày hôm trước. Ngày hôm trước hôm trước. Ngày hôm trước và ngày hôm nay thì mình được 15 cái ý. Rồi mình đọc cái này. There's a trick to using pronouns with phrasal verbs. Là có một cái mẹo để mà mình sử dụng cái đại từ nhân xưng, những cái đại từ với cái động từ ghép. Also, something which can be tricky with phrasal verbs is that you must separate the verb and the particle when you use a pronoun. And you should insert the pronoun in the middle. What? An example will make this clear. Là tương tự là sẽ có những thứ mà nó sẽ hơi khó khăn khi mà dùng với động từ ghép. Cái mà bạn phải chia cái động từ và cái phần ghép vào khi mà bạn sử dụng đối với cái đại từ.
là sao, ví dụ như put it up hay là put up it á, mấy bạn phải học thuộc. Ví dụ như I put up the meeting, là meeting này nó phải đi sao, put up. Nhưng mà khi mà mình đi với object á, với tân ngữ đó, thì mình phải đặt là I put it up. Đó, nó hơi lằng nhằng chỗ này ha, nó hơi khó. There's a trick, là nó hơi khó thì mình dùng mẹo. Rồi à, chỗ này mấy bạn này nói cái phần này, and insert the pronoun in the middle, và chèn cái đại từ vào trong giữa. What là kiểu như mấy bạn này nói vậy, mấy bạn này tự cảm thấy khó hiểu luôn. Mấy bạn này nói là sao, và một cái ví dụ sẽ làm cho cái điều này nó rõ hơn. I put off the meeting, là tôi hoãn cái buổi họp. I put it off là tôi hoãn nó lại. I called off the dinner party, I called it off. Called off chắc cũng là hoãn luôn đó mấy bạn. Mình tra nha. Called off. Đó, called off cũng là hoãn luôn. Là mình hoãn cái bữa tiệc tối lại. Tôi hoãn nó lại. I let down my father, I let him down. Tôi làm cho ba tôi thất vọng, tôi làm anh ấy thất vọng. Mấy bạn thấy không? Những cái tân ngữ mà nó rõ ràng. Đó. Nó rõ ràng như vậy thì mình đặt ở sau của cái động từ ghép. Còn những cái tân ngữ mà nó thay thế, nó đại diện cho cái danh từ phía trước, như là it, him, her rồi đó, mấy cái tân ngữ mà nó của đại từ nhân xưng đó, thì mình sẽ để chèn ở giữa cái động từ ghép. This rule requires some practice. The best thing to do is simply make sentences in your head and then say them using the pronouns, making sure to insert it between the verb and the particle. Cái quy luật này thì nó đòi hỏi một vài cái sự luyện tập. Cái cách tốt nhất để mà luyện tập là đơn giản là tạo ra câu ở trong đầu và sau đó là nói nó ra, sử dụng những cái đại từ. Và chắc chắn rằng mình chèn những cái đại từ vào trong giữa của cái động từ và cái phần mình thêm vào phía sau, như là put it off, call it off, hoặc là let him down. Don't let this small rule scare you from using phrasal verbs. Đừng có để cái quy luật, cái quy định nhỏ nhặt này làm cho bạn khiếp sợ khỏi cái việc mà mình sử dụng động từ ghép. It just requires a little bit of practice. Nó chỉ yêu cầu bạn một chút xíu để mà bạn luyện tập cái việc. Nó chỉ yêu cầu bạn một chút cái sự luyện tập là bạn có thể thuần thục được cái này rồi. Rồi, tiếp tục. Phrasal verbs should not be understood literally. Phrasal verbs should not be understood literally. Là động từ ghép không nên được hiểu nó là quá là thiên về nghĩa đen. Là mình đừng có hiểu trắng trợn quá. Kiểu như là mình đừng có học cứng nhắc một cái nghĩa nào của cái phrasal verb hết, mà mình suy luận từ cái động từ và cái giới từ đi kèm. Giờ chúng ta đọc tiếp nha. You often have to study them word for word. Bạn thường phải học chúng, học những cái động từ ghép đó, là từ này cho cái từ khác. This means that you cannot always understand the meaning of them in context. Điều này có nghĩa rằng bạn không thể nào mà luôn luôn hiểu được cái ý nghĩa của cái động từ ghép ở trong cái ngữ cảnh, based on the verb and the particle, dựa trên cái động từ và cái phần được ghép vào. Sometimes it is possible. Đôi khi cái điều này nó khả thi. Đôi khi thì mình vẫn hiểu được đó. Như là for example, blow away có nghĩa là thổi bay, thổi tung, đúng không? Fly away là bay, bay bay tung ra. Ví dụ như cái gì đó nó thổi, cái gì đó bay đi. Bay tung. Pass away là qua đời. Go away là đi khỏi, đi xa. These phrasal verbs are the phrasal verbs all have the idea of leaving. Là những cái
Động từ ghép này đều có cái ý nghĩa là rời đi. However, other preservatives have very strange particle combination, which make little sense. Tuy nhiên, có những cái động từ ghép khác mà cái phần mà kết hợp cái phần phía sau của sau động từ đến rất là lạ. Nó làm cho cái điều mà mình học từ này, mình học từ đó, mình ví dụ như mình học chữ này, mình học chữ này rồi mình ghép lại để mình dịch đó, thì nó hơi, nó chỉ hơi có lý ít ít thôi, mình không thể nào mà mình suy ra rõ nghĩa như những cái từ ở phía trên này được, như là run out of, run out, run out of, có nghĩa là mình xài hết sạch cái gì đó. Give in là đầu hàng, hand down là mình đi chơi. And crop up, crop up là gì mình không biết, mình tra cái crop up là gì nha. Crop up, crop up có nghĩa là appear or happen, especially when it is not expected, là xuất hiện hoặc xảy ra, đặc biệt là khi mình không có, không có trông đợi, không có đón chờ được. His name just crop up in conversation, là tự nhiên cái tên của anh ấy được nói ra trong cái cuộc nói chuyện. Không có ai ngờ là cái tên đó nó lại giống như là mình đang tránh né anh đó, tự nhiên cái mình đi nghe hai đứa nào đó nó nói về cái anh này, đúng không? Rồi, I'll be late, some things crop up at my home. Tôi sẽ trễ đó, tại vì tự nhiên có chuyện gì nó rớt xuống, có chuyện gì nó xảy ra mà tôi phải ở nhà tôi giải quyết cho nó xong, nên là tôi tới trễ. Rồi, tiếp tục nè. You unfortunately have to look up the meanings of the verbs in a dictionary to understand them. Thật không may là bạn phải tra cái ý nghĩa của những cái động từ này ở trong từ điển để mà hiểu chúng thôi. Chỉ có cách đó thôi mấy bạn. Are you feeling better about using phrasal verbs when speaking English? Là bạn có cảm thấy thoải mái hơn, tốt hơn về cái việc sử dụng động từ ghép khi mà mình nói chuyện không? Mình đã thấy ổn hơn chưa? I hope you take up learning them so that you can show off your awesome English while you are hanging out with your friends. Là mình mong rằng các bạn sẽ take up learning, là sẽ tiếp nhận cái việc học tập những cái động từ ghép để mà mình có thể show off, là mình bày ra, mình khoe ra được với bạn bè của mình là cái tiếng Anh tuyệt vời trong lúc mà mình hang out with your friends. Hanging out là mình trò chuyện, mình tán gẫu, mình tán dóc, mình đi chơi với bạn bè của mình. And if you're ready for more tips for English, learning English, read learning English vocabulary using a word web. Là nếu mà bạn đã sẵn sàng cho nhiều cái mẹo để mà học tiếng Anh hơn thì hãy đọc cái trang web về từ vựng, sử dụng việc đọc cái đường link học từ vựng tiếng Anh thông qua việc sử dụng một cái trang web từ vựng ở đây. Nếu mà mình nhấn vô đây mình sẽ ra một cái trang web nữa. Rồi, this post was updated by British English October 2017. Là cái bài đăng này đã được cập nhật bởi Preach English vào tháng 10 năm 2017. Nên là mình đọc xong cái này rồi. Mình mới nhấn vào cái link này để mình xem cái link đó là về cái gì nha. Cái link này nó hướng dẫn mình học từ. Mấy bạn nghĩ mình có nên đọc cái này không? Nó cũng rất là ngắn thôi. Mình đọc nhiều mẹo, nhiều tip quá. Mình sợ mấy bạn overload. Rồi mình không có quay lại được cái understanding IELTS. Rồi, cái này mình cứ để đó ha. Có thời giờ thì mình sẽ quay lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến cái tip thứ 13. Mình đọc cái tip 11 rồi. Tip 11 là mình học collocations, là những cái sự kết hợp từ gần nhất với người bản xứ hay dùng. Rồi mình học cái 12 là mình thay thế những cái động từ thường bằng những cái động từ ghép, nên dùng như vậy để nghe cho nó nói chuyện mình tự nhiên hơn. Rồi cái 13 là learn short automatic
responses là mình học những cái phản hồi mà nó mang tính tự động. Nghĩa là sao? Là many of our responses are automatic. Để mình tra mình đọc có đúng không nha. Automatic. Automatic. Many of our responses are automatic. Là những cái phản hồi của chúng ta hầu hết, đa số thì nó mang tính tự động. Right. Okay. No problem. All right. Fine. Thanks. Just a minute. You're welcome. Fine by me. Let's do it. Yep. No way. You're joking, right? Do I have to? Etc. Là right. Vậy hả? Okay. Không vấn đề gì. Được rồi. Tốt lắm. Cảm ơn nha. Một chút thôi. Không có chi. Ổn. Với tôi vậy là ok rồi. Ổn rồi. Làm nó đi. Yeah. Chấp. Được rồi đó. No way. Không đời nào. You joking right? Bạn giỡn hả? Rồi do I have to? Là tôi có phải không? Tôi có nhất thiết phải làm cái điều đó không? Do I have to? Yeah. Collect these short automatic responses and start using them. Là hãy sưu tầm những cái phản hồi mang tính tự động ngắn này và bắt đầu sử dụng chúng đi. Nó sẽ làm cho bạn nói tiếng Anh hay hơn, tốt hơn, nghe nó tự nhiên hơn đấy. Rồi cái 14. Practice telling stories and using narrative tenses. Là hãy luyện tập việc kể chuyện và sử dụng cả những cái thì mang tính chất kể chuyện. Humans are designed to tell stories. Con người được làm ra, được thiết kế ra để mà kể chuyện. Ý của cái bài này là con người mình thường gặp nhau là chỉ có nói chuyện, tán chuyện thôi đó. Là kiểu như là hơi nhiều chuyện. Cũng đúng, tại vì mình gặp nhau là để mình trò chuyện, mình bàn với nhau cái này, mình bàn với nhau cái kia, đúng không? Tùy vào cái mục đích mình nói chuyện là gì thôi. Có người thì mình nói chuyện để mình về công việc, có người nói chuyện là về học tập, có người thì người ta giải trí bằng cách là ngồi lê đôi mắt một xíu đó. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa phải thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nhìn chung thì con người được thiết kế ra là để kể chuyện cho nhau nghe. We use the past simple, past continuous and past perfect for telling stories. But when the listeners is hooked, very interesting, they feel like they are actually experiencing the story right now. Là khi mà chúng ta sử dụng cái thì quá khứ đơn nè, quá khứ tiếp diễn nè, quá khứ hoàn thành nè để mà kể chuyện, thì khi mà cái người nghe người ta đã quá thích thú rồi thì họ dường như là cảm thấy là họ thực sự đang trải nghiệm cái câu chuyện ngay cái lúc mà mình đang kể họ nghe. So we often use present tenses to make our stories more dramatic. Là do là mình dùng cái quá khứ như vậy thì người ta trải nghiệm, giống như là người ta đang trải nghiệm vậy đó, thì mình sẽ cho nên là mình có quyền dùng, được thường xuyên sử dụng cái thì hiện tại đơn để mà làm cho câu chuyện của mình nó tăng cái tính drama lên. Là sao? Nó ly kỳ hơn, nó hấp dẫn hơn, nó thiết thực hơn. Rồi mình đọc cái ý cuối cùng. Learn when to pause for effect. Là học cái cách dừng lại, tạm dừng để tạo ra cái hiệu ứng. Speaking quickly in English does not make you an effective English speaker. Là cái việc mà nói tiếng Anh nhanh thì không có tạo cho bạn là một cái người, không có làm nên bạn, không có làm cho bạn trở thành một cái người nói tiếng Anh hiệu quả. Knowing when to pause and give the listener time to think about what you have said, respond appropriately and predict what you are going to say does. Là sao? Là biết khi nào thì mình nên dừng để mà cho người nghe cái thời gian để họ nghĩ về những điều mà mình đã nói và phản hồi một cách phù hợp và đoán được cái mà bạn sắp nói ra đó, thì nó sẽ giúp ích hơn. Nó sẽ làm cho bạn trở nên một cái người nói chuyện tiếng Anh hiệu quả.
Imagine you an actor on a stage. Hãy tưởng tượng bạn là một cái người diễn viên ở trên sân khấu. Posing keeps people interested. Là cái việc mình dừng lại lúc mà mình nói đó sẽ làm cho người nghe, giống như là những cái khán giả của mình đó, người ta cảm thấy thú vị. Great strategy if you need to speak English in public. Bây giờ nếu mà mình nhấn vô đường link này, nó sẽ ra những cái chiến lược rất là tuyệt nếu mà bạn cần nói tiếng Anh ở trước đám đông. In public speaking. À, là mình sẽ có một cái video clip dài 4 phút của thầy này. Chắc là cái video clip này ngày mai chúng ta xem ha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và chào tạm biệt các bạn. Và ngày mai chúng ta sẽ có rất là nhiều bài học thú vị cùng nhau.